hôm nay thì sức khỏe của các bạn như thế nào rồi? Ở hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn một phương pháp hoàn toàn tự nhiên cho chứng đau cổ, đau vai gáy cũng như là đau lưng. Công thức này được chuẩn bị trong vòng chưa đầy 10 phút. Bạn sẽ cần 4 nguyên liệu rất đơn giản cho công thức này. Ăn 2 thìa cà phê mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng là đủ và sử dụng liên tục trong 7 ngày. Bạn sẽ thấy triệu chứng đau cổ, đau lưng, đau vai gáy gần như tan biến. Bạn sẽ không còn bị chứng đau cổ và những cơn đau khó chịu lan xuống vai và lưng dưới nữa. Nó là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên và tuyệt vời cho xương khớp và các sụn của bạn. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối. Và bây giờ, chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là quả óc chó. Quả óc chó là một nguồn cung cấp dinh dưỡng rất quý giá, đáng kinh ngạc. Nó rất giàu chất chống oxy hóa, axit béo alpha-linoleic là một loại axit béo omega 3 và chúng được khuyên dùng cho tất cả các vấn đề về xương khớp. Quả óc chó rất giàu các khoáng chất và vitamin như là magie, canxi, sắt, mangan, kẽm, selen, phốt pho và các vitamin như là B, K, E. Chúng ta sẽ cần 50g quả óc chó như thế này, nó tương đương với 3 thìa ăn phở như thế này các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ thái phần óc chó này ra thật nhỏ nhé. Óc chó là một loại hạt mà bạn có thể sử dụng mỗi ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể. Nó sẽ bảo tồn tất cả các chức năng thể chất của bạn khi mà bạn già đi. Và quả óc chó còn giúp cải thiện thị lực, cải thiện trí nhớ. Chúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng vận động của các khớp, xương và sụn, bảo vệ tim mạch và mạch máu. Axit béo alpha-linoleic giúp giảm cholesterol LDL và giữ cho động mạch được khỏe mạnh. Ngoài ra thì hạt óc chó còn có chứa axit ellagic và tocopherol, phức hợp vitamin E. Nó bao gồm alpha, delta và gamma tocopherol. Nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch và duy trì sức khỏe làn da như là mô liên kết. Hạt óc chó cũng có chứa serotonin, một loại chất làm giảm căng thẳng. Và đây là toàn bộ phần hạt óc chó mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo ngày hôm nay bạn cần chuẩn bị đó chính là hạnh nhân. Chúng là một nguồn cung cấp khoáng chất, vitamin rất tuyệt vời và được chứng minh là giúp cho xương thêm chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh như loãng xương. Nếu bạn có bất cứ vấn đề nào về đau nhức xương khớp, cột sống, đau ở vai, lưng dưới, thoái hóa các khớp thì hãy bổ sung thêm hạnh nhân vào chế độ ăn uống của bạn hàng ngày. Mình sẽ cần 50g hạnh nhân cho công thức này. Bây giờ thì mình sẽ thái nhỏ phần hạnh nhân này ra nhé. So với những loại hạt khác thì hạnh nhân được coi là một loại hạt rất tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng nhất. Chúng là một nguồn dồi dào các khoáng chất như kẽm, magie, kali, phốt pho, rất cần thiết cho sức khỏe và xây dựng xương khớp. Phốt pho là một thành phần cực kỳ quan trọng đối với xương, đặc biệt là răng và cột sống. Đặc biệt, magie có trong hạnh nhân còn giúp chúng ta hấp thu tốt hơn, giữ lại các khoáng chất canxi ở trong xương. Hạnh nhân là một loại quả giàu vitamin E, giúp hỗ trợ não, hệ tim mạch và hệ hô hấp, giúp tăng cường sức khỏe làn da. Đặc biệt, hạnh nhân là một nguồn giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp làm giảm cholesterol như là axit béo oleic và axit palmitoleic. Hàm lượng chất béo có trong hạnh nhân cũng có tác dụng điều hòa đường huyết. Các bạn lưu ý nên giữ nguyên cái lớp vỏ lụa phía ngoài của hạnh nhân như thế này, vì hoạt chất flavonoid có trong vỏ kết hợp với vitamin E sẽ gia tăng gấp đôi hoạt tính chống oxy hóa. Chính vì vậy hãy sử dụng cả phần vỏ như thế này các bạn nhé. Và đây là toàn bộ phần hạnh nhân mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần thứ ba cho công thức ngày hôm nay đó chính là nho khô. Nho khô là một loại quả vô cùng hữu ích đối với sức khỏe của xương khớp. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chữa đau mỏi vai gáy. Trong quả nho khô thì có chứa đa dạng các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là hợp chất oligomeric brantocyanidin, giúp chống sưng, viêm ở các khớp và xương. Không những vậy, nó còn rất tốt cho sức khỏe của làn da, phòng chống bệnh tim mạch và những tổn thương do các gốc tự do gây ra.
Chúng ta sẽ cần 100g nho khô cho công thức này. Bạn sẽ cho phần nho khô này vào một cái tô, thêm vào đó là một thìa cà phê baking soda và thêm nước vào nhé, để làm sạch phần nho khô này. Và trong nho khô có tác dụng như một prebiotic, nó giúp gia tăng lợi khuẩn đường ruột. Sau khi các bạn đã rửa sạch phần nho khô như thế này rồi thì các bạn hãy thấm nó thật khô nhé. Và đây là toàn bộ phần nho mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là chanh. Bạn sẽ cần 2 quả chanh cho công thức này. Bạn sẽ cắt đôi những quả chanh này ra và vắt lấy phần nước cốt nhé. Chanh bảo vệ chúng ta khỏi bệnh loãng xương và viêm khớp. Nó rất giàu vitamin C giúp cải thiện khả năng chống nhiễm trùng. Và vitamin C có trong chanh sẽ giúp cho cơ thể của bạn hấp thu được lượng canxi một cách nhanh hơn và trực tiếp đi vào cơ thể. Chính canxi ảnh hưởng rất nhiều đến sự chắc khỏe của xương. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Công đoạn tiếp theo mình cần chuẩn bị thêm 50ml nước. Và bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm một máy xay sinh tố cho toàn bộ phần óc chó, hạnh nhân, nho khô, nước cốt chanh và nước vào máy xay. Bật máy và xay thật nhuyễn. Khi tất cả các nguyên liệu này kết hợp với nhau, bạn sẽ có được một phương pháp tự nhiên rất mạnh mẽ cho chứng đau cổ, đau vai, lưng dưới. Và bạn sẽ mất khoảng 2 phút để có thể xay nhuyễn được hỗn hợp này. Bên cạnh việc tốt cho xương khớp và sụn, nó còn có rất nhiều các lợi ích khác tốt cho sức khỏe. Làm sạch mạch máu, loại bỏ cholesterol xấu LDL, giúp tốt cho tim mạch, huyết áp ổn định và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Tăng cường hệ miễn dịch, trẻ hóa làn da, ngăn ngừa ung thư. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị một hũ thủy tinh và cho toàn bộ phần nguyên liệu này vào hũ nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ đóng lắp lại và bảo quản trong ngăn mát, tủ lạnh, sử dụng được trong 14 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ sử dụng 2 thìa cà phê hỗn hợp như thế này vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Hỗn hợp này có vị bùi bùi, béo béo và chua chua, ngọt ngọt. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc hòa với nước và uống. Bạn hãy duy trì nó trong thời gian 30 ngày, bạn sẽ thấy cơ thể bạn gần như thay đổi hoàn toàn. Các khớp xương trở nên linh hoạt hơn, tình trạng đau nhức gần như tan biến. Bạn cũng thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều, trẻ trung và dẻo dai hơn. Hãy cùng mình thiết kế một cuộc sống thật lành mạnh, ít bệnh tật và an vui mỗi ngày bằng việc bổ sung các nguồn năng lượng tích cực, các thực phẩm xanh từ rau củ quả, đặc biệt là các loại rau họ cải, các loại quả mọng nước nhiều màu sắc. Loại bỏ đồ ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán, đồ uống có cồn và có ga ra khỏi cuộc sống của bạn. Và đừng quên vận động mỗi ngày ít nhất 30 phút và 4 lần mỗi tuần để tăng cường khả năng trao đổi chất trong cơ thể các bạn nhé. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chuyên gia tiết lộ, thiếu máu não, rối loạn tiền đình, đừng vội uống thuốc, cứ uống thứ này hết cực nhanh, khỏe đến già. Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người mắc đột quỵ và vẫn có xu hướng tăng cao, trong đó có hơn 16% xảy ra ở người trẻ tuổi từ 15 đến 49 tuổi. Đây là một trong những căn bệnh thầm lặng và mức độ nguy hiểm của căn bệnh thiếu máu não gây nên là vô cùng khủng khiếp. Vậy làm sao để có thể phòng được thứ bệnh chết người như thế này? Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một bài thuốc là vua bổ não, thổi bay rối loạn tiền đình, hoa mắt, chóng mặt, khỏi lo đột quỵ, tử vong. Vậy cụ thể cách làm bài thuốc này như thế nào và công dụng của nó ra sao, cách sử dụng như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là táo đỏ. Trong quả táo đỏ có chứa chất béo, protein, axit hữu cơ như axit malic, axit gallic, lipid,
đường, chất xơ và các khoáng chất như là kali, natri, canxi, sắt, magie và các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 và đặc biệt là vitamin C. Với công thức này, mình sẽ cần sử dụng 150g táo đỏ. Trong táo đỏ có chứa các hợp chất như là phosphate, flavonoid, tannin, quercetin, carotene, acid triterpenic và polysaccharide, v.v. Bạn cho vào một cái tô như thế này, thêm vào đó là một thìa bột mì. Sau đó thêm nước, các bạn sẽ thấy là bột mì sẽ rửa phần táo này rất là sạch. Quả táo này đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền và nó được biết đến với tác dụng đó là tăng cường máu lên não. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bảo vệ các tế bào não. Quả táo tàu cũng được cho là có thể thúc đẩy trí nhớ tốt hơn. Táo đỏ có chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Khi bạn bị thiếu máu lên não thì không thể tránh được tình trạng mất ngủ và táo đỏ sẽ là một giải pháp rất tuyệt vời cho chứng mất ngủ kéo dài. Nó được biết đến với tác dụng đó là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng kéo và cắt phần táo đỏ này ra, sau đó loại bỏ phần hạt của nó nhé. Các nghiên cứu ở trên động vật cho thấy các chất như là phenolic và flavonoid trong táo đỏ có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Chất saponin, flavonoid, polysaccharide trong quả táo đỏ cũng đã được chứng minh là có tác dụng an thần. Không những vậy, nó còn hỗ trợ sức khỏe của tim và giúp cho huyết áp ổn định. Táo đỏ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu. Trong táo đỏ có chứa nhiều kali, mangan và các chất chống oxy hóa, giúp cho mạch máu được thư giãn, kiểm soát huyết áp, giúp hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh và tăng cường trao đổi chất. Nó còn được biết đến với chức năng cải thiện hệ thống tiêu hóa. Táo đỏ sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe của đường ruột, cải thiện môi trường sống của các lợi khuẩn trong đường ruột, giảm sự tiếp xúc của niêm mạc ruột với amoniac độc hại. Và một tác dụng rất tuyệt vời đó là khả năng chống ung thư. Một nghiên cứu thử nghiệm cho thấy tiềm năng chống lại ung thư trên tế bào khối u ở người của chiết xuất nước quả táo khô. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng chiết xuất táo đỏ có thể ngăn chặn các tế bào khối u bạch cầu. Và đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có, mình sẽ cho vào sừng hấp và đem hấp nhé. Phần táo đỏ này mình sẽ cần hấp trong khoảng thời gian 20 phút. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu thứ hai cho công thức này. Đó chính là gừng. Mình sẽ sử dụng 150g gừng. Đem rửa sạch phần vỏ này đi nhé. Bởi vì công thức này có sử dụng đến cả phần vỏ của nó. Theo y học cổ truyền thì gừng có vị cay, tính ngấm. Lợi ích của gừng có tác dụng giúp tiêu hóa tốt, chống nôn, chống viêm, giảm đau, chống lạnh và kích thích các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, gừng được biết đến với tác dụng đó là cải thiện độ nhạy insulin. Nghiên cứu này đã chứng minh bổ sung gừng giúp cải thiện tình trạng kháng insulin và tỷ lệ trao đổi chất đối với các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nó có thể giúp làm giảm lượng đường ở trong máu lúc đói. Và nó là một trong các gia vị rất tuyệt vời để giảm đau nhức xương khớp. Trong thành phần của gừng có chứa hoạt chất có hoạt tính sinh học có khả năng ngăn chặn sự hình thành của leucotrien gây đau nhức. Đó chính là gingerol, giúp bạn chống viêm, ức chế các chất chemokine, cytokine và các yếu tố gây viêm khác, từ đó giúp bạn giảm đau và cải thiện khả năng vận động do viêm khớp gây ra. Và đây cũng là một loại thảo dược giúp bạn ngăn ngừa ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số hợp chất có trong gừng có thể làm giảm hoạt động của các tế bào, gây thay đổi DNA, hình thành khối u, làm tăng độ nhạy của các khối u với các phương pháp trị liệu như là hóa trị hay xạ trị. Bạn sẽ đem phần gừng này đi thái nhỏ. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ cho vào máy xay. Thêm vào đó là 300ml nước, sau đó xay thật nhuyễn.
Bạn biết không, khi táo đỏ kết hợp cùng với gừng sẽ giúp cho cơ thể của bạn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, lưu thông máu được hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình phổ biến của căn bệnh này. Khi bạn đã xay nhuyễn được như thế này rồi, các bạn sẽ cho vào một cái rây lọc và lọc riêng phần nước nhé. Với phần táo đỏ sau khi đã hấp được 20 phút như thế này, mình sẽ tắt bếp và cho toàn bộ phần táo đỏ này vào máy xay. Thêm vào đó là nước gừng chúng ta vừa mới lọc xong, xay thật nhuyễn. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu này vào một cái nồi hoặc một cái chảo, đun lửa nhỏ đến khi sền sệt lại là được. Đây là một trong các phương pháp rất đơn giản mà khi bạn chỉ cần kiên trì áp dụng sẽ là một cách cực kỳ tốt giúp bạn cải thiện được thị lực, duy trì đường huyết ổn định, bổ xương khớp, thúc đẩy giấc ngủ ngon và chống lại tình trạng rối loạn tiền đình, đau đầu, hoa mắt hay chóng mặt kinh niên. Hỗn hợp này còn rất giàu vitamin C, nó giúp cơ thể của bạn dễ dàng hấp thu các chất sắt được tốt hơn và ngăn ngừa nguy cơ bị thiếu máu não, cực kỳ hiệu quả. Sau khi các bạn đun hỗn hợp này sền sệt lại được như thế này, các bạn hãy tắt bếp và để nó thật nguội nhé. Sau khi hỗn hợp đã nguội hẳn như thế này, mình sẽ thêm vào đây 100ml mật ong và trộn đều. Nếu như bạn không có mật ong, bạn cũng có thể sử dụng đường phèn để thay thế. Nếu sử dụng đường thì các bạn cho vào trước 5 phút trước khi tắt bếp để đường được tan hết. Sẽ thêm vào đây 100ml mật ong và trộn đều. Bây giờ, sau khi hỗn hợp đã hòa quyện lại với nhau, các bạn sẽ cho toàn bộ vào hũ và bảo quản trong ngăn mát, tủ lạnh, sử dụng được trong vòng 1 tháng. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn hãy chuẩn bị 200ml nước. Mùa hè như thế này thì các bạn có thể sử dụng nước mát nếu thích. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng nước ấm nếu như không thích uống lạnh. Thêm vào một thìa cà phê hỗn hợp như thế này, khuấy đều và thưởng thức. Hỗn hợp này các bạn uống liên tục trong khoảng thời gian 1 tháng, sau đó nghỉ 7 ngày và có thể áp dụng tiếp. Hỗn hợp này chứa các dưỡng chất rất tốt cho việc tái tạo các tế bào hồng cầu, tăng lượng máu dồi dào, giảm triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng hỗn hợp này. Dưới đây là một số đối tượng không nên sử dụng. Thứ nhất đó là những người đang bị nhiệt miệng nghiêm trọng. Nếu một người bị nóng trong, bệnh trĩ hay hôi miệng do nhiệt miệng thì các bạn không nên sử dụng. Thứ hai đó là các bệnh nhân táo bón nặng. Táo bón xảy ra ở đa số những người mắc bệnh thương hàn. Nếu những người này ăn món ăn này, nó sẽ làm cho quá trình nghiêm trọng hơn. Thứ ba đó là những người đang có đờm vàng. Nhiều người có đờm vàng dễ bị kích thích cổ họng, nên sau khi sử dụng hỗn hợp này sẽ làm tình trạng đờm trở nên trầm trọng hơn. Thứ tư đó là những người đang bị say nắng. Khi bị cảm lạnh thì uống nước trà này rất hiệu quả. Tuy nhiên, với những ai đang bị trường hợp cảm mạo, thử nhiệt, cảm mạo, phong nhiệt hoặc là bị say nắng thì không nên sử dụng hỗn hợp này. Cụ bà tiết lộ có một nắm lá ngải cứu chẳng khác nào báu vật ở trong tay, xương khớp chắc khỏe, gan sạch thận khỏe. Rất đáng tiếc là nếu như bạn không biết điều này, bản thân ngải cứu mang lại rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng ngải cứu cũng cần một vài lưu ý. Nếu như bạn sử dụng không đúng mà sử dụng sai cách thì sẽ mất hết chất dinh dưỡng, lại còn có tác hại vô cùng lớn với sức khỏe. Nếu được ăn đúng cách thì đây là một trong những cách đơn giản giúp ngũ tạng của bạn sạch bóng bệnh tật, khỏe mạnh, sống thọ tới cả trăm tuổi. Vậy cụ thể lá ngải cứu có tác dụng gì mà nó lại tốt ngang nhân sâm, thuốc bổ của đất Việt Nam như thế này? Cách chế biến món ăn này ra sao để có được lợi ích lớn nhất cho sức khỏe thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Chắc chắn xương khớp khỏe mạnh, sạch gan, khỏe thận, sống trường thọ. Rất nhiều các thông tin hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn và bây giờ chúng ta cùng thực hiện.
Nguyên liệu đầu tiên mình cần cho công thức ngày hôm nay đó chính là ngải cứu. 50g ngải cứu cho công thức này, tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình mà bạn có thể làm nhiều hoặc ít hơn tùy ý. Ngải cứu là một thần dược tự nhiên điều trị ho và cảm cúm rất hiệu quả. Liều thuốc tự nhiên như thế này đã được ông bà tận dụng từ thời xa xưa bởi nó có rất nhiều các dưỡng chất quý giá cùng với tinh ấm nên thường được sử dụng cho việc giải cảm, trị ho. Và lá ngải cứu thì hồi sinh xương khớp được khỏe mạnh. Theo thống kê cho thấy tỷ lệ người mắc các bệnh lý về xương khớp đang ngày càng tăng lên theo cấp số nhân và càng có xu hướng trẻ hóa. Chúng ta thường hay có thói quen sử dụng thuốc giảm đau trong các trường hợp này. Tuy nhiên, thói quen này về lâu dài lại cực kỳ có hại cho sức khỏe. Trong đông y, ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng tăng khí huyết và thường được sử dụng để điều trị viêm khớp. Bên cạnh đó thì trong ngải cứu có chứa nhiều tinh dầu, xenon. Đây đều là những chất có khả năng sát khuẩn, giảm viêm, giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ làm liền sẹo rất hiệu quả, giúp đẩy lùi các cơn đau nhức cột sống, cơ, xương khớp do bệnh lý và do thay đổi thời tiết. Ngải cứu là một trong những loại giúp cơ thể đào thải độc tố rất hiệu quả. Nó đóng một vai trò cực kỳ tốt là một chất lợi tiểu. Tinh dầu có trong ngải cứu loại bỏ sự tích tụ của các hàm lượng bất lợi như là ure, axit uric, chất béo, muối dư thừa và nước. Nhờ vậy, cơ thể có thể bài trừ được các chất độc hại, hỗ trợ gan thận hoạt động tốt hơn. Những trường hợp bị thừa cân, cao huyết áp, viêm khớp, bệnh gút liên quan đến sự tích tụ độc tố trong cơ thể. Khi sử dụng dầu ngải cứu thì có thể giúp cân bằng và sức khỏe được cải thiện rất đáng kể. Không những vậy, nó còn giúp cho bạn ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn. Lá ngải cứu là một vị cứu tinh cho những ai đang bị chứng mất ngủ, khó ngủ hoành hành. Ở Trung Hoa, thời xưa lá ngải cứu thường được xem là một vị thuốc ngủ tự nhiên vô cùng quý giá và có mùi thơm rất tinh tế, được vua chúa cực kỳ ưa chuộng. Mặc dù đối với nhiều người thì ngải cứu khá đắng, khá khó ăn, nhưng khi bạn chế biến theo cách này thì đây là một trong những món ăn ngon nhất mà mình đã từng thấy khi sử dụng ngải cứu. Và nó có tác dụng tuyệt vời là giúp cho giấc ngủ của bạn cực kỳ ngon và sâu giấc. Chính vì vậy mà mình khuyên các bạn hãy nên sớm tận dụng ngải cứu để làm ấm kinh mạch, điều hòa khí huyết, an thần, tĩnh tâm, thông kinh hoạt lạc, làm ấm cơ thể, thư giãn đầu óc. Đặc biệt là đối với những ai lớn tuổi từ 50 tuổi trở lên đang chăn trở không biết làm cách nào để có thể ngủ ngon và sâu giấc. Và đây là toàn bộ phần ngải cứu mình có. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi, sau đó cho toàn bộ phần ngải cứu này vào nồi nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ thêm vào 300ml nước lọc. Đặt lên bếp và đun sôi trong khoảng thời gian 5 phút là được. Sau khi đã đun được 5 phút như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một cái tô để chúng ta lọc riêng phần nước. Phần cái này thì các bạn hãy để riêng và chúng ta ăn ở ngoài kèm theo với món ăn này nhé. Bây giờ mình sẽ để cho phần nước này thật nguội. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị thêm trứng gà. Ở đây thì mình sử dụng 5 quả trứng gà con so, nó rất nhỏ như thế này. Còn nếu như các bạn sử dụng trứng gà bình thường thì các bạn hãy sử dụng 3 quả thôi nhé. Trong trứng có chứa rất nhiều các loại vitamin như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 và một số các khoáng chất vi lượng như magie, canxi, kẽm, sắt. Nó là một trong những nguồn protein rất dồi dào và chứa một số loại axit tốt cho hệ miễn dịch. Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ thì lòng trắng chính là thần dược giúp chống lão hóa cho làn da. Protein có trong trứng có vai trò rất quan trọng trong việc sửa chữa mô và thắt chặt làn da. Và vitamin D có trong trứng gà giúp tiêu thụ canxi làm cho xương được chắc khỏe. Vì vậy những ai đang có những triệu chứng loãng xương thì cần bổ sung trứng và thực đơn hàng ngày. Bạn sẽ khuấy đều phần trứng này lên nhé. Phần nước cũng đã nguội, bây giờ các bạn sẽ cho 2,5 thìa canh nước luộc ngải cứu vào như thế này, sau đó khuấy đều.
Các bạn hãy chuẩn bị một cái đĩa sâu lòng và lược phần trứng này qua đây nhé. Mình sẽ chuẩn bị một cái sừng hấp để đem hấp phần trứng này. Khi nước bắt đầu sôi rồi thì các bạn hãy cho phần trứng này vào và hấp trong khoảng thời gian 10 phút với lửa nhỏ. Và trong lúc chờ đợi món ăn này thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm một vài nguyên liệu nữa để thêm vào món ăn này. Mình cần sử dụng một nắm hành lá như thế này, nhiều ít thì tùy theo khẩu vị của gia đình. Hành lá rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch và nhiều bệnh lý khác. Trợ giúp hệ tiêu hóa, hành lá rất giàu chất xơ giúp hệ tiêu hóa được tốt hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch, cảm lạnh, chống ung thư, tốt cho mắt, tốt cho hệ tim mạch và giúp tăng cường hệ xương. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và dưới đây là một vài gia vị mà chúng ta sẽ cần cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần gia vị này vào nồi, sau đó đun sôi lên là được. Phần trứng sau khi đã hấp được 10 phút như thế này, các bạn hãy dùng một cái dĩa các bạn thử. Nếu như phần trứng không còn dính dĩa nữa là trứng đã chín. Bây giờ mình sẽ bắc ra khỏi bếp. Sử dụng một con dao, sau đó cắt trứng thành những miếng, tạo hình cho nó nếu như bạn thích. Bạn sẽ thêm nước tương vào như thế này, sau đó thêm vào một chút hành lá sống, ăn cùng sẽ rất là ngon và hấp dẫn. Mỗi tuần các bạn nên ăn từ 1 đến 2 bữa như thế này, một suất như thế này đủ cho 3 người ăn. Nếu gia đình bạn ít người hoặc nhiều người thì hãy nấu theo số lượng người của gia đình bạn nhé. Phần ngải cứu các bạn hãy sử dụng để ăn kèm với nước tương như một món rau luộc bình thường. Nên duy trì hàng tuần để nhận được nhiều nhất những giá trị lợi ích cho sức khỏe. Và dưới đây là một số các trường hợp không nên sử dụng ngải cứu. Thứ nhất, đó là độc tính trong tinh dầu lá ngải cứu có thể làm cho bạn bị rối loạn chuyển hóa tế bào gan, gây viêm gan cấp tính, viêm gan vàng da, viêm gan to. Vì vậy, người có tiền sử viêm gan thì cần hạn chế sử dụng lá ngải cứu, không nên ăn quá nhiều. Mỗi bữa chỉ nên ăn từ 20 đến 30 gram. Thứ hai, trong 3 tháng đầu thai kỳ thì phụ nữ không nên ăn ngải cứu để tránh nguy cơ sảy thai. Thứ ba, những người bị rối loạn đường ruột cấp tính, xơ vữa động mạch, sỏi thận cũng nên hạn chế món ăn này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một bài thuốc rất quý. Đây là một trong những phương pháp tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe của máu, hệ sinh dục và đường ruột. Người già hoặc người suy nhược cơ thể có thể ăn. Chỉ cần sử dụng một nắm đậu đen, bạn đã có thể cải thiện sức khỏe cho cả gia đình. Không chỉ là một bài thuốc mà nó còn được xem như một món ăn mới để tăng cường sức khỏe và bảo vệ cho thận. Có rất nhiều những thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Bạn sẽ cần chuẩn bị 100g đậu đen và ngâm với nước, ngâm trong thời gian 3 tiếng đồng hồ. Khi đậu được ngâm lâu ở trong nước, đậu đen sẽ trở thành một loại thực phẩm khác. Nó giúp loại bỏ hoặc làm giảm axit phytic, tannin, trung hòa các chất ức chế enzyme, khuyến khích sản xuất các enzyme có lợi, tăng lượng vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B. Nó phá vỡ gluten làm cho tiêu hóa dễ dàng hơn, làm cho các protein sẵn sàng cho sự hấp thụ, ngăn chặn sự thiếu hụt khoáng chất. Chính vì vậy mà trước khi chế biến đậu đen, các bạn hãy ngâm nước trước từ 3 đến 4 giờ đồng hồ nhé. Đậu đen được biết đến do có chứa nhiều protein, chất xơ cùng với các dưỡng chất khác có lợi cho sức khỏe. Cung cấp nhiều loại chất dinh dưỡng thực vật như saponin, anthocyanin, camphoron hay quercetin. Tất cả các hợp chất này đều có đặc tính chống oxy hóa. Có rất nhiều các lợi ích sức khỏe mà đậu đen đem lại cho chúng ta. Nó sẽ giữ cho huyết áp được ổn định. Đậu đen có hàm lượng hợp chất natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magie, tất cả đều có tác dụng làm giảm huyết áp một cách tự nhiên.
Nó còn giúp bạn duy trì được sức khỏe của xương khớp. Thành phần hợp chất phốt pho, sắt, canxi, magie, mangan, đồng và kẽm trong đậu đen đều góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc của xương cũng như sức mạnh của xương, mà đậu đen là loại hạt rất giàu những khoáng chất này. Không những vậy, nó còn giúp bạn quản lý bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu đã tìm thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. Ngoài ra thì những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2 có thể cải thiện được lượng đường ở trong máu, lipid và mức insulin. Sau khi đã ngâm được 3 tiếng như thế này, các bạn hãy vớt ra và để ráo nước nhé. Thường thì bạn hay sử dụng đậu đen theo cách như thế nào? Làm trà, làm ngũ cốc, nấu chè hay là nấu cùng với cơm? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Các bạn hãy cho toàn bộ phần đậu đen vào tô, thêm vào đó là 300ml nước và để vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng thời gian 2 tiếng. Với cách làm như thế này, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nấu ở trên bếp rất là nhiều. Bạn cũng có thể để vào ngăn đá từ tối hôm trước và sáng hôm sau đem ra nấu nhé. Sau khi đã để được 2 tiếng như thế này, đậu có thể được nấu theo nhiều cách khác nhau. Khi đó thì sẽ có năng lượng dương trong đậu. Nếu như không có đậu đen thì bạn cũng có thể sử dụng đậu đỏ, đậu xanh để thay thế. Đậu đen được biết đến với tác dụng đó là ngăn ngừa ung thư, do trong nó có chứa 8 loại khác nhau của flavonoid. Thì mình sẽ cho toàn bộ vào nồi và thêm vào đó là 1,3 lít nước, đun trong khoảng thời gian 20 phút. Đặc biệt là đậu đen rất giàu selen, saponin. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong chức năng của enzyme gan, giúp giải độc một số các hợp chất gây ung thư, ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u, ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên và lây lan khắp cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư do đột biến DNA. Nó còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, giải cảm, giảm những cảm giác thèm ăn, khiến cho bạn no lâu hơn. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay được chính là hạt sen. Đang là mùa hạt sen nên mình sẽ sử dụng sen tươi. Mình sẽ cần 100g hạt sen, còn nếu như không có thì các bạn cũng có thể sử dụng sen khô cho công thức này. Hạt sen từ lâu đời đã được sử dụng để bồi bổ sức khỏe, giúp nâng cao và cải thiện cho cơ thể. Hạt sen có chứa hàm lượng protein, magie, kali và phốt pho rất cao, trong khi hàm lượng mỡ, bão hòa, natri và cholesterol lại thấp. Rất có lợi cho quá trình sản xuất hồng cầu và tạo máu, mang lại nhiều giá trị lợi ích tốt đối với sức khỏe. Bạn hãy chuẩn bị một tô nước, sau đó rửa sạch phần hạt sen này nhé. Hạt sen không những có tác dụng trong việc tạo năng lượng cho tế bào máu mà nó còn là một trong những loại thực phẩm có tác dụng rất hiệu quả trong việc điều trị chứng mất ngủ, một tác dụng phụ của quá trình thiếu máu gây ra. Và nó cũng rất hữu ích trong việc giảm căng thẳng thần kinh, kháng viêm, chữa đau đầu hay kiểm soát đường huyết, ổn định huyết áp, giảm suy nhược cơ thể, kích thích vị giác và ngăn ngừa các viêm loét dạ dày. Và đây là toàn bộ phần hạt sen mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Các bạn hãy cho toàn bộ phần hạt sen này vào nồi và nấu thêm 15 phút nữa là được. Hạt sen tươi nên rất nhanh nhừ, hạt sen khô thì các bạn sẽ cần thêm một chút thời gian. Trong lúc chờ đợi như thế này thì mình sẽ đi chuẩn bị một chút trân châu nhé. Các bạn hãy sử dụng 100g bột nếp hoặc 100g bột năng, thêm vào đó là 100ml nước lọc, trộn đều. Bây giờ các bạn hãy vo viên tròn hoặc là tạo hình tùy thích. Hãy chuẩn bị một nồi nước, đun thật sôi, sau đó cho phần trân châu này vào và luộc chín. Khi nước sôi, các bạn hãy giảm lửa nhỏ xuống và thấy nổi lên hết thì các bạn hãy vớt ra một cái tô nước lọc để ở bên cạnh. Nếu như không thích ăn trân châu thì các bạn cũng có thể bỏ qua bước này nhé. Để trân châu thêm đậm vị, mình sẽ sử dụng 80g đường đen, thêm vào 80ml nước, đun sôi và tắt bếp. Cho toàn bộ trân châu vào là xong.
Và nồi chè của mình cũng đã chín mềm như thế này rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ thêm đường vào, 100g đường là đủ cho công thức này. Nếu như bạn đang là bệnh nhân tiểu đường thì hãy sử dụng đường ăn kiêng nhé. Thành phẩm cũng đã hoàn thành, mình sẽ cho ra tô để nguội một chút và thưởng thức. Đây là một trong những món ăn rất đơn giản giúp bạn cải thiện lưu thông máu, hoạt huyết tế bào hồng cầu, giúp các tế bào máu được khỏe mạnh, cải thiện tính đàn hồi của mao mạch máu, giảm mỡ máu. Không những vậy, đây còn là một trong những món ăn có tác dụng rất hữu ích đối với việc điều trị chứng mất ngủ, đau đầu, cải thiện trí nhớ, bồi bổ sức khỏe cho bạn và cả gia đình đấy. Hãy thêm đá nếu như các bạn thích ăn lạnh. Còn nếu không thì hãy ăn ấm ấm cũng rất tuyệt vời. Mỗi tuần các bạn hãy sử dụng từ 2 đến 3 bữa như thế này, rất tốt cho cơ thể. Mỗi người chỉ nên sử dụng một tô nhỏ như thế này thôi các bạn nhé. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích lớn cho sức khỏe, nhưng một số đối tượng sau thì không nên ăn quá nhiều món ăn này, chỉ nên ăn một bữa trên một tuần. Đó là các bệnh nhân bị viêm dạ dày. Món ăn này có chứa hàm lượng protein cao, nếu như tiêu thụ nhiều sẽ kích thích tiết axit dạ dày, gây ra tình trạng đầy hơi ở ruột. Thứ hai, đó là những người có chức năng thận kém. Món ăn này rất giàu protein nên có thể gây hại cho thận. Vì vậy, nếu như bạn đang có vấn đề về thận thì hãy hạn chế món ăn này nhé. Thứ ba, đó là những bệnh nhân đang bị bệnh gút. Món ăn này cực kỳ giàu đạm. Vì vậy, nếu như bạn đang là bệnh nhân mắc chứng bệnh gút thì nên hạn chế vì nó sẽ khiến cho hàm lượng axit uric ở trong máu tăng cao, dẫn đến tình trạng bệnh gút có thể nặng hơn. Cơ thể con người là một khối thống nhất toàn diện và có sự hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động hàng ngày. Một hệ tiêu hóa tốt sẽ là một nền tảng để bạn có một sức khỏe vượt trội. Không chỉ đảm nhiệm các chức năng về dinh dưỡng, sức khỏe đường ruột còn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống miễn dịch, sự tăng trưởng của cơ thể, bệnh lý tim mạch. Do đó, một bộ phận trong hệ tiêu hóa gặp vấn đề xấu sẽ có tác động đến toàn bộ cơ thể. Chính vì vậy mà các bác sĩ khuyên bạn nên chú ý chăm sóc cho đường ruột của mình. Để có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng bao gồm các nhóm chất đường bột, đạm, béo, vitamin và các khoáng chất theo khuyến cáo của tháp dinh dưỡng. Đặc biệt cần bổ sung thêm rau xanh và chất xơ để có cảm giác ngon miệng hơn và cải thiện hoạt động của nhu động ruột.